Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là bộ mẹ con Xin con F1. F1 này F1 bò sữa nha các bạn. Con F1 đực nè. Bộ này thì chủ báo giá là 40 triệu nha các bạn. Bộ này là không thương lượng nha. Con F1 này thì nó cao tầm khoảng gần 1 mét bò nha các bạn. Còn con mẹ mới bơm 3B là được 10 ngày. Mẹ này thì đẻ lứa này là lứa thứ 3 nha các bạn. Yếm có nè, rúng có nha các bạn. Chân hoàn thiện, mẹ cao cũng tầm gần 1m3 nha các bạn. 1m2 mấy, gần 1m3. Giò cản hoàn thiện hết. Có rúng nè, yếm nè các bạn. Đuôi dài. Bơm mới bơm 3B được 10 ngày. Sấy bớm thì nghiêm chỉnh nha các bạn. Sấy mặt, sấy lưng thì nghiêm chỉnh nha. Bò này bò mẹ mới bơ được 10 ngày. Dắt con nghé đực F1. F1 này là tinh bò sữa nha các bạn. Đực. Các bạn thấy không, có F1 rất là đà bò nha các bạn. Nhìn nè, F1 rất là mầm. F1 đực thì rất là mầm nha các bạn. Giò cẳng của F1 đực thì cũng rất là lớn. Các bạn thấy không, đuôi, kệ đuôi này, đuôi rồi cũng có các bạn. Cũng gần 1 mét bò nha các bạn. Con bò con này giờ đã xỏ già mà nè các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nha các bạn. Bộ này thì chủ báo giá 40, không thương lượng nha các bạn. Nhìn con F1 là con mẹ rất là mát sữa, nên các bạn thấy con F1 không? Rất là lớn bò. F1 này nó tinh bò sữa nhưng mà vẫn là tinh ngoại nha các bạn, nên con bò nghe nó rất là mau lớn nha. Còn mẹ là 4 vú nè, đều nha các bạn. 4 vú đều nhau. Đuôi dài. Yếm có nè các bạn, chân móng sò nè. Màu đỏ nha các bạn, một màu đỏ. Mẹ thì cũng có đòn. Mẹ có đòn, con thì rất mát sữa, và mẹ là mát sữa nha các bạn. Nên con nó đà bò, mầm bò. Các bạn thấy không? Gu nè, mẹ gu, đòn, dốc rồi nó đều có hết. Các bạn về mà... Các bạn thấy không? Con nghé nè, con nghé nó rất là mầm các bạn. Một màu đen hết nha các bạn. Con nghé được F1 này, bò sữa này một màu đen nha. Bây giờ mình đi cận cảnh bộ mẹ con lại một lần nữa cho các bạn xem cho kỹ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video mới
tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.